đám tăng nghệ sĩ Vũ Linh Ngọc Huyền bị tổn thương khi bị nói giả vờ ngất xỉu. Ngọc Huyền cho biết cô và cố nghệ sĩ Vũ Linh đã đồng hành trong nhiều năm, từ sân khấu đến cuộc sống, do đó nữ nghệ sĩ không có thời gian để diễn kịch hay giả vờ trước người hâm mộ. Vào tối ngày 11 tháng 3 năm 2023, Ngọc Huyền đã hát tưởng nhớ Vũ Linh. Trong đêm nhạc, cô phủ nhận giả vờ ngất xỉu để gây chú ý khi đưa tiễn người anh thân thiết. Họ không hiểu được tình cảm tôi dành cho anh Linh, nói tôi không bận tâm, tổn thương khi nhận ý kiến tranh cãi là không đúng nhưng tôi muốn hướng đến sự thấu hiểu và vị tha cuộc đời ngắn ngủi miễn tôi sống trọn vẹn tình cảm với anh khán giả và gia đình là được ngọc huyền chia sẻ lúc sinh thời cô và vũ linh có tình cảm sâu nặng khi chuyện tình cảm gặp vấn đề chính vũ linh là người an ủi nữ nghệ sĩ khi hay tin vũ linh mất cô muốn khóc mà không được đứng cũng không nổi ăn vào là nôn sau khi anh được chôn cất và hiện tại tinh thần của nghệ sĩ ngọc huyền đã ổn định anh linh ra đi là nỗi mất mát lớn lao cho sân khấu nhưng anh đã sống cuộc đời trọn vẹn với nghề và khán giả nữ nghệ sĩ trải lòng